Tôi là người Việt Nam. 당신은 베트남 사람입니까? Anh có phải là người Việt Nam không? 아니요. 저는 베트남 사람이 아닙니다. Không. Tôi không phải là người Việt Nam. 저는 한국 사람입니다. Tôi là người Hàn Quốc. Tôi là người Việt Nam. Anh có phải là người Việt Nam không? Không, tôi không phải là người Việt Nam. Tôi là người Hàn Quốc. 저는 경찰입니다. Tôi là cảnh sát. anh có phải là Anh có phải là cảnh sát không? Anh 저는 경찰이 아닙니다. không? tôi không? phải là cảnh sát tôi là bác sĩ tôi là cảnh sát anh có phải là cảnh sát không không tôi không phải là cảnh sát tôi là bác sĩ 한국의 수도는 서울이야. 2. 도 của Hàn q u là s e 베트남의 수도는 어디야? 2. 도 của Việt Nam là g 베트남의 수도는 하노이야. thủ đô của việt nam là hà nội. Hanoi nữa chú âm đao. hà nội rất đẹp. thủ đô của Hàn Quốc là Seoul. Thủ đô của Việt Nam là gì? Thủ đô của Việt Nam là Hà Nội. Hà Nội rất đẹp. Ở ừ. đây Bây giờ là tháng mấy? 지금은 11월이야. Bây giờ là tháng 11. Christmas가 11월이었나? Tháng 11 có phải là Giáng sinh không? Anh ấy? Christmas là 12 tháng. Không. Giáng sinh là tháng 12. Bây giờ là tháng mấy? Bây giờ là tháng 11 tháng 11 có phải là Giáng sinh không? Không, Giáng sinh là tháng 12.